Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh, hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2016. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mưa rông tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ và ảnh hưởng đến một số hoạt động của đời sống, trong đó có giao thông hàng không. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của một trong ba phu vàng bị mất tích tại Bá Thước, Thanh Hóa và đang nỗ lực tìm kiếm hai người còn lại. Tìm hiểu của phóng viên VTC14 xung quanh thông tin được đăng tải trên mạng cho rằng thuốc lá điện tử có khả năng gây ung thư gấp chục lần thuốc lá truyền thống. Trong phần tin quốc tế, máy bay của hãng hàng không Ai Cập phải hạ cánh khẩn cấp ở Uzbekistan vì bị đe dọa đánh bom khi đang trên hành trình từ Cairo tới Beijing, Trung Quốc. Thái Lan trở thành quốc gia châu Á đầu tiên thành công trong việc ngăn virus HIV lây truyền từ mẹ sang con. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 8 tháng 6, tại khu du lịch biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã diễn ra lễ meeting quốc gia hưởng ứng tuần lễ biển Hải đảo Việt Nam năm 2016 và Ngày Đại dương Thế giới. Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một thông điệp rất quan trọng. Cả dân tộc kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trong bối cảnh trên Biển Đông tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Hướng ra biển. Tại lễ meeting, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành và địa phương đoàn kết, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng và lợi ích quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Việt Nam sẽ quyết tâm gìn giữ hòa bình trên mỗi ngọn sóng của Biển Đông, bởi đây là tiền đề xây dựng nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Đó là niềm mong ước, khát vọng hàng nghìn năm của dân tộc ta và là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao từ các thế hệ tiền nhân, các hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã trao quyền cho mỗi thế hệ con cháu chúng ta hôm nay và mai sau. Việt Nam kiên trì, kiên quyết yêu cầu các bên liên quan giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử các bên Biển Đông DOC, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tiến hành đàm phán thực chất để sớm ký bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Ngoài ra, nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển cũng cần đặc biệt được coi trọng, thường xuyên và lâu dài nhất là sau sự cố biển miền Trung. Do vậy, trong thời gian tới, sẽ rà soát tất cả các dự án trên cả nước có xả thải ra môi trường biển, bảo đảm phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và sẽ xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm. Thông điệp chính của tuần lễ biển và hải đảo năm 2016 là vì sự bền vững của biển cả. Với các hoạt động trong tuần lễ biển và hải đảo năm nay, sự kiện này nhằm truyền tải những thông điệp về bảo vệ, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên biển, nâng cao nhận thức chung của các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác điều tra cơ bản để chúng ta hiểu thêm về biển và tiếp đấy là chúng tôi sẽ tiếp tục trình cho Quốc hội, với Chính phủ về quy hoạch về biển tổng thể quốc gia cũng như các tỉnh, chúng ta cũng phải tiếp tục quy hoạch sử dụng biển trong thời gian tới, thì chúng ta phải biết cách bảo vệ biển, khai thác hợp lý biển và bảo vệ môi trường biển thì chúng ta mới phát triển tốt đẹp. Trong khuôn khổ tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam lần thứ 8 năm 2016, có nhiều hoạt động ý nghĩa như lực lượng thanh niên làm vệ sinh môi trường bãi biển, diễu hành xe đạp tuyên truyền và trồng cây xanh bảo vệ bờ biển. Đó là những hoạt động tuyên truyền rất thiết thực để bảo vệ môi trường biển theo chủ đề của năm nay. Tuy nhiên, chỉ cách nơi tổ chức lễ meeting này không xa, vẫn trên bãi biển của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, hiện tượng biển xâm thực vẫn đang diễn ra nghiêm trọng. Đất đai bị cuốn trôi, làng quê tiêu điều, cuộc sống của những ngư dân gắn với biển ngày càng trở nên khốn khó. Sau chuyến biển, ông Phạm Trọng Tuynh ở xã Hải Lý lại vất vả đưa phương tiện đánh bắt vào bờ. Qua từng năm, quãng đường về nhà càng trở nên xa và nhọc nhằn hơn. Biển tiến, bãi lùi khiến tàu thuyền ở đây không còn nơi neo đậu. Tôm cá thưa dần, cả chuyến biển của ông Tuynh chỉ thu về chưa đầy 20 kg.
Nếu như mà biển nó nở mà cứ lấy đất lấy cát ở đây đi là rất khó khăn cho bà con. Nó dần dần tức là mất cái bãi. Cái bãi tức là nó mất chỗ bà con đậu, vì nó nở nó mất cái bãi bà con đậu, cho nên là dần dần bà con rất khó làm. Đấy, cho nên là về cái mùa sóng gió này là nó không còn có cái chỗ đậu nữa cho bà con, là nó cận cái đê. Do nguyên nhân cận cái đê đó, các cái kè đá nó nhiều. Vậy cái bà con mà để như thế này là đi làm rất khó khăn. Ngoài khơi xa cả cây số, nơi những con tàu đánh cá nhấp nhô kia từng là một khu dân cư nhộn nhịp. Xóm làng và đất đai tươi tốt đó giờ đã nằm dưới biển cả. Những con sóng cứ dồn dập về bờ, mang theo nhiều nỗi âu lo. Nhanh lắm, bể mất bão thì nhanh lắm. Bể mà tháng 8, tháng 9 nước nó to đấy là không cần bão là nó cũng nó nở. Và nó nở dần dần, còn cứ tháng 8, tháng 9 là nó nở nhanh lắm. Ở Hải Lý, nhà thờ Trái Tim, nhà thờ duy nhất được xây trước năm 1940, vẫn còn tồn tại, sừng sững giữa biển, chứng kiến toàn bộ quá trình lấn át của tự nhiên. Dù không còn nguyên vẹn, nhưng người dân vẫn muốn bảo vệ nó như một minh chứng con người không chịu khuất phục trước thiên nhiên. Đây là công trình nhà thờ duy nhất còn sót lại nằm ngoài đê biển tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trải qua thời gian thiên tai và bão gió, công trình này đã bị xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Và để bảo vệ công trình này thì chính quyền địa phương đã xây dựng nên những hàng rào như thế này để bảo vệ. Tuy nhiên, nó chỉ có thể ngăn cản được tác động của con người, chứ không thể ngăn cản được tác động từ nước biển và chiều dâng. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng như hiện nay, người dân lo rằng chẳng bao lâu nữa nhà thờ cũng sẽ không còn, như cách mà biển cả đã xóa sổ vùng quê này. 500 hộ dân với 10.000 nhân khẩu đã phải di rời vào sâu trong thân đê mà vẫn thường trực nỗi lo xâm thực. Rất nhiều đoạn đê bị vỡ và nước và toàn bộ cái hệ thống đê bên phía ngoài là bị phá hủy hoàn toàn. Thế và hàng năm thì đều có cái hàng năm là đều có hiện tượng sụt nở của hệ thống đê kè. Qua các thời kỳ đều có cái chương trình di dân để khỏi cái vùng nguy hiểm và được theo các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước chuyển vào cái khu vực an toàn nhất. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ ấy, thì và đặc biệt là và khu vực bờ biển Nam Định ấy, thì nó có thể hấp thụ tới khoảng 95% năng lượng sóng. Cho nên để mà sóng không đánh vào kè và để giữ được để bảo vệ được bờ thì tốt nhất phải bảo vệ bãi. Muốn bảo vệ bãi thì ta phải dựng cái công trình phía bên ngoài để tạo điều kiện cho cát có thể lắng đọng ở phía sát bờ và tạo thành những bãi cát. Suốt dọc chiều dài 32 km bờ biển của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhiều công trình bị phá hủy, hàng chục nhà thờ đổ sụp, chỉ còn nền móng bám đầy rong rêu nhấp nhô theo con sóng. Biển tiến đến đâu, dân lại chạy đến đó. Biển cho người dân Hải Lý cá tôm, nhưng biển cũng lấy đi của họ nhiều thứ. Thời tiết ở miền Bắc đang có sự chuyển biến đáng kể khi mưa dông thường xuyên xảy ra trong ngày. Thời tiết mát mẻ hơn rất nhiều so với tuần trước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, nguyên nhân của hiện tượng này vẫn là do rãnh thấp gây mưa có trục vắt ngang qua khu vực Bắc Bộ. Áp thấp nóng phía Tây đã bị đẩy lùi nên thời tiết ở miền Bắc hôm nay không còn quá nóng bức. Lúc 13 giờ chiều nay, mức nhiệt đã giảm từ 35 độ C xuống còn 33 độ. Nắng nóng chấm dứt, mưa dông xuất hiện nhiều hơn khi một khối không khí lạnh đã đẩy rãnh mây dông từ phía Bắc xuống. Cùng lúc đó có một rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam đi qua Bắc Bộ. Trong cơn dông có gió giật mạnh gây tốc mái, đổ cây, nguy hiểm cho nhiều người và phương tiện như đã diễn ra hai hôm nay. Đợt mưa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 12 tháng 6. Vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng sẽ có mưa to với lượng mưa có thể lên tới trên 100mm. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Mưa liên tục giúp nền nhiệt ngày ở miền Bắc trong 3-4 hôm tới sẽ giảm xuống dưới 33 độ, trời chuyển mát mẻ.
Với miền Trung, nắng nóng cũng có xu hướng dịu dần, chỉ còn xảy ra từ Quảng Bình đến Phú Yên, với mức nhiệt không quá 35 đến 36 độ C. Mưa dông ngoài việc khiến cho không khí dịu mát còn gây ra một số ảnh hưởng đến các hoạt động thường nhật, trong đó có giao thông hàng không. Ít nhất 2 sự cố đã được ghi nhận. Sự cố đầu tiên xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm nay khi sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội đã bị mất điện, hệ thống làm thủ tục các chuyến bay nội địa bị gián đoạn. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài khẳng định sự cố mất điện chỉ xảy ra trong vòng 2 phút, tuy nhiên nhiều hành khách phản ánh họ đã phải chờ đợi rất lâu để làm thủ tục. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Nguyễn Văn Hưng, tránh văn phòng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết sự cố mất điện xảy ra lúc 14 giờ 2 phút đến 14 giờ 4 phút. Phía cảng vụ đã kích hoạt hệ thống điện dự phòng sân bay và khắc phục sự cố trong vòng 2 phút. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa dông làm ảnh hưởng đến mạng lưới điện quốc gia, gây mất điện sân bay. Đại diện cảng vụ khẳng định, thời gian mất điện chỉ kéo dài 2 phút, hệ thống làm thủ tục chỉ bị gián đoạn tạm thời, các máy tính chỉ mất 10 đến 15 phút đăng nhập lại. Tuy nhiên, nhiều hành khách cho biết họ đã xếp hàng ở trước quầy làm thủ tục khá lâu, có người đã phải đợi 30 phút nhưng không thể in được thẻ, làm thủ tục lên máy bay vì hệ thống máy tính không hoạt động. Hệ thống phát Wi-Fi miễn phí cũng bị ngắt. Một sự cố khác xảy ra trước đó khi vào chiều ngày hôm qua mùng 7 tháng 6 năm 2016, một máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội nhưng lại phải hạ cánh tại sân bay Viên Chăn, Lào. Nhiều người trên chuyến bay đã đồng loạt ký tên vào đơn phản ánh việc họ bị lừa dối, bỏ rơi tại sân bay Viên Chăn. Vietnam Airlines hôm nay đã chính thức lên tiếng về sự việc này. Theo hãng hàng không quốc gia, do thời tiết xấu nên chuyến bay số hiệu VN168 khởi hành từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã phải hạ cánh tại sân bay Viên Chăn lúc 18 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Sau khi được thông báo thời tiết ở Nội Bài đã tốt trở lại, có thể bay về, thì tổ bay phát hiện máy bay có vấn đề về kỹ thuật cần sửa chữa. Do đó, hành khách được mời xuống máy bay. Đến 22 giờ 10 phút tối ngày 7 tháng 6, máy bay đã được hoàn tất việc sửa chữa và được chấp thuận cho khai thác trở lại. Vietnam Airlines mời khách lên máy bay trở lại lúc 22 giờ 50 phút. Cơ trưởng đã trực tiếp xuống phòng chờ xin lỗi và mời khách lên tàu. 103 hành khách đã làm thủ tục lên máy bay để về nước. Trong khi đó, 102 khách quyết định ở lại do không có hộ chiếu để nhập cảnh vào Lào, nên nhà chức trách đã yêu cầu Vietnam Airlines bố trí cho khách ở lại nghỉ tại phòng chờ của máy bay. Tuy nhiên, theo hành khách thì họ phải ngồi đợi trên máy bay khoảng 2 tiếng rưỡi. Sau đó, nhiều người phản ứng nên tiếp viên mới cho hành khách rời khỏi máy bay. Từ lúc đó đến 23 giờ 30 phút, không một tiếp viên nào hỏi han, chia sẻ thông tin cho hành khách, bỏ mặc hành khách không có đồ ăn, nước uống. Sáng nay ngày 8 tháng 6, Vietnam Airlines đã bố trí một máy bay A321 sang Viên Chăn đón 102 khách ở lại, cùng hành lý về Nội Bài. Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn ngạt khí tại hang nước xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 5 tháng 6. Cho đến rạng sáng ngày hôm nay, 8 tháng 6, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy một trong số 3 nạn nhân, nhưng đáng tiếc, người này đã tử vong. Kết cấu của hang nước tại xã Lũng Cao khá phức tạp, từ miệng hang vào khoảng 40 mét là thẳng đứng từ trên xuống, tiếp đó hang có độ sâu vào hàng trăm mét. Khoảng 1 giờ sáng nay, cơ quan chức năng đã tìm thấy một nạn nhân là ông Bùi Văn Mẫn, 54 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Ở độ sâu chừng hơn 30 mét so với mặt đất. Sau đó, thi thể của ông Mẫn được đưa ra ngoài và bàn giao cho gia đình. Hai người gặp nạn còn lại là anh Phạm Văn Dụng và Khà Văn Huyền được xác định nằm cách miệng hang khoảng 80 đến 90 mét. 100 người gồm nhiều lực lượng như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng, dân quân và công an vẫn được duy trì thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, trong sáng nay, Bộ Quốc phòng đã điều 5 lính binh chủng hóa học và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa điều thêm 4 lính công binh tinh nhuệ. Lực lượng này sẽ hỗ trợ tích cực cho các phương án được bàn đến vào tối qua như mở rộng cửa hang hoặc đào thêm một hang song song với hang nước, đồng thời dùng máy nén khí để đưa không khí sạch vào hang. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kêu gọi sự hợp tác, hỗ trợ của những người dân đã từng sống khu vực này để việc giải cứu nhanh chóng và hiệu quả. Cho đến thời điểm này, công tác cứu nạn cứu hộ đang diễn ra như thế nào? Chúng tôi vừa mới có cuộc kết nối qua điện thoại với ông Nguyễn Thế Anh, là tránh văn phòng của Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cách đây ít phút. Bắt đầu mưa từ lúc 13 giờ nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Chiến sĩ binh chủng hóa học thuộc Bộ Quốc phòng mang theo mặt nạ phòng độc, bình oxy xuống để tiến hành đo cái nồng độ khí độc ở trong hang. Tính đến thời điểm này thì nếu như mà
lượng khí mà đảm bảo mức độ cho phép thì sẽ cử công binh xuống để mở rộng cái đoạn hang bị thu hẹp để tiếp cận hai nạn nhân đang còn mắc kẹt ở bên trong hang. Trong đêm nay thì các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục thực hiện các về cái công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường và anh em sẽ thay phiên nhau để tiến hành công tác tìm kiếm cứu nạn. Gần 1,5 tấn ruốc không rõ nguồn gốc lại được ngang nhiên tập kết tại sân ga Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội, chuẩn bị được bốc rỡ lên ô tô để đưa đi tiêu thụ. Vụ việc này vừa được lực lượng chức năng phát hiện vào chiều ngày hôm qua mùng 7 tháng 6. Cụ thể, khi kiểm tra tại sân ga Giáp Bát, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế công an quận Hoàng Mai phát hiện 27 bao tải bên trong là ruốc thịt không rõ nguồn gốc đang chuẩn bị được bốc rỡ lên ô tô để vận chuyển đi tiêu thụ. Lái xe này khai nhận chỉ vận chuyển thuê và không xuất trình được hóa đơn, không xuất trình được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện tại, tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số ruốc này để xử lý theo quy định của pháp luật. Thêm một đợt đăng ký vaccine 5-1 Pentaxim. Theo thông báo của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội, vào 9 giờ sáng ngày mai, trung tâm sẽ tiếp nhận đăng ký. Đợt này số lượng vaccine là 3.500 liều. Theo đó, các bậc phụ huynh có thể đăng ký qua trang web http://www.itdphanoi.gov.vn. Đối tượng được đăng ký đợt này là những trẻ từ 2 tháng tuổi đến đủ 2 tuổi, tính đến ngày 9 tháng 6 năm 2016, tức là trẻ có ngày sinh từ 9 tháng 6 năm 2014 đến 9 tháng 6 năm 2016 năm dương lịch, hoặc là tính đến 9 tháng 6 năm 2016, trẻ đã đến lịch tiêm chủng nhưng chưa tiêm hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ. Những trường hợp đăng ký thành công sẽ nhận được thông báo cụ thể về ngày giờ đưa trẻ đi tiêm chủng tại địa chỉ 70 Nguyễn Chí Thanh. Xuất hiện được khoảng chục năm, thuốc lá điện tử từng được kỳ vọng sẽ giúp người hút cai được thuốc lá và giảm các tác hại do thuốc lá gây ra. Tuy nhiên, một thực tế không mong muốn là hiện nay nó lại đang gây nghiện cho một bộ phận giới trẻ. Gần đây, trên nhiều diễn đàn mạng xuất hiện thông tin người hút thuốc lá điện tử có nguy cơ bị ung thư cao gấp 15 lần so với hút thuốc lá thông thường. Vậy thực hư chuyện này là như thế nào? Nhóm phóng viên của VTC14 đã tìm gặp một số chuyên gia y tế để tìm câu trả lời. Tại các quán cà phê hay các tụ điểm của giới trẻ, có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế này. Thay vì hút thuốc lá thường, nhiều người chuyển sang thuốc lá điện tử. Dù giá của sản phẩm này không hề dễ chịu. Có thông tin là thuốc lá thì gây hại về ung thư, tôi thấy là cái thuốc lá điện tử này có vẻ phù hợp an toàn hơn. Mà thuốc lá này thì thanh cảnh hơn, thơm hơn. Nhiều khi là tôi đi chơi, tôi hút với bạn bè xong về tôi cũng không bị mùi, không bị ám khói gì cả. Khác với thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử không có sự đốt cháy và tạo ra hắc ín. Nhưng nó lại có những chất độc hại trong các loại dung dịch. Chất lỏng chứa trong thuốc lá điện tử là hỗn hợp của nicotine và các chất tạo mùi. Cơ chế gây nghiện của thuốc lá điện tử cũng khác so với những điếu thuốc mà chúng ta vốn đã quen thuộc. Dù vẫn chưa có đánh giá chính xác, nhưng có lý do để tin thuốc lá điện tử không an toàn như nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ. Thuốc lá điện tử người ta hy vọng rằng cái hóa chất độc hại trong đấy nó ít hơn là cái thành phần độc hại của thuốc lá kinh điển. Tuy nhiên là thực ra thuốc lá điện tử có rất nhiều thành phần, là ví dụ như bản thân cái dung dịch tạo mùi và tạo vị của thuốc lá điện tử phần lớn là từ hóa chất, mà các cái hóa chất đấy là hóa chất các cái chất vô cơ, cho nên nó rất là độc hại cho cơ thể. Trước các thông tin cho rằng thuốc lá điện tử có thể gây ung thư gấp nhiều lần thuốc lá truyền thống, các chuyên gia y tế cho rằng chưa có cơ sở để khẳng định. Để nói về nguy cơ hút thuốc lá điện tử cao gấp 15 lần thì tôi chưa tìm được cái cho nên tôi không thể phát biểu được là nó có thật hay không. Nhưng mà tôi muốn nói một điều rằng là bất kỳ một cái kết luận nào có tính chất để có thể khuyến cáo ra cộng đồng là phải do một cái cơ quan, trước hết là phải do một cái cơ quan y tế có uy tín, ví dụ Tổ chức Y tế Thế giới. Còn những cái trường đại học nghiên cứu, người ta có thể đưa ra một cái nghiên cứu có một cái kết quả, bởi vì trong 100 ca nghiên cứu người ta kỳ vọng là đều tìm ra cái kết quả A thì sẽ có khoảng 5% trong số 100 nghiên cứu đó không tìm ra kết quả A mà tìm ra kết quả B. Và kết quả B có thể là hoàn toàn ngược với kết quả A. Nhưng nếu căn cứ vào 5% cái nghiên cứu mà tìm ra kết quả B để nói rằng B mới là chân lý thì cái đấy là cái không đúng. Thuốc lá điện tử thì nó cũng chưa đủ cái bằng chứng khoa học mà chứng minh
Vì đến trước mắt thì chúng tôi khuyến cáo là chúng ta cần phải chờ những cái nghiên cứu khoa học, những cái bằng chứng rõ rệt mà tổ chức y tế đã công nhận và các tổ chức y tế quốc tế công nhận trước khi chúng ta đưa ra các khuyến cáo cụ thể. Tuy nhiên là cái thông điệp chúng tôi tốt nhất là hãy không hút thuốc. Phải mất một thời gian dài, người ta mới chứng minh được cụ thể tác hại của những điếu thuốc lá kinh điển, trong khi thuốc lá điện tử mới chỉ ra đời hơn chục năm. Vì thế, mọi kết luận thời điểm này đều là vội vàng và không có cơ sở. Tuy nhiên, cần phải lưu ý một điều. Một người chưa từng hút thuốc lá vẫn có thể bị nghiện nếu hút thuốc lá điện tử, do trong đó vẫn có hàm lượng nicotine nhất định. Tin quốc tế, suốt nhiều ngày qua, một cơn bão lớn đã đổ bộ vào Australia gây mưa lớn, gió giật lên tới 90 km/h, tàn phá các bờ biển và gây lũ lụt khắp nơi. Hiện tại, hơn 3.000 người dân tại các vùng thấp ở ngoại ô thành phố phía nam của Australia đã phải sơ tán vì nước lũ dâng cao. Nước lũ được dự báo sẽ lên đỉnh điểm tại bang Tasmania ở vùng cực nam của Australia trong ngày hôm nay, đe dọa phá hủy nghiêm trọng thành phố Launceston. Theo cơ quan khí tượng Australia, bang Tasmania đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày qua, trong đó nhiều khu vực thuộc bang này đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Trong khi đó, tại Sydney, các lực lượng của cơ quan tình trạng khẩn cấp đã mất cả đêm qua để gia cố lại các hàng rào bao cát đang phải chống chọi với những đợt thủy triều lớn. Dọc vùng biển phía đông Australia đã có 4 người chết và 2 người vẫn đang mất tích vì bão lớn trong những ngày qua. Thưa quý vị và các bạn, vận đen vẫn bám theo hãng hàng không Egypt Air suốt từ đầu năm cho tới nay. Khi chiếc máy bay mang số hiệu MS-804 của hãng hàng không Ai Cập vẫn mất tích, thì mới đây, một máy bay khác của hãng khi đang trên hành trình từ Cairo, Ai Cập tới Beijing, Trung Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Uzbekistan vì bị đe dọa đánh bom. Chuyến bay mang số hiệu MS-955 của hãng hàng không Egypt Air đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Uzbekistan sau khi sân bay Cairo nhận được thông báo nặc danh về việc đặt bom trên máy bay. Giới chức Uzbekistan cũng xác định thông tin việc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Hiện máy bay được giả soát an ninh để xác nhận liệu có thiết bị nổ nào bị gài trên khoang hay là không. Trong khi đó, toàn bộ 118 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn được sơ tán. Thưa quý vị, trong suốt nhiều ngày qua, để Euro 2016 diễn ra một cách an toàn và thành công nhất có thể, Pháp đã không ngừng gia tăng các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, trong đó có việc bố trí cảnh sát ở mọi khu vực. Thế nhưng mới đây, Tổng cục Nội chính Pháp đã phát hiện ra rằng trong danh sách các nhân viên an ninh có 82 người nằm trong danh sách tình nghi liên quan đến khủng bố. Hiện tại, hồ sơ của 82 người này được lưu đặc biệt tại phần mềm chuyên dụng để phục vụ cho công tác phòng chống khủng bố. Thông tin này làm dấy lên lo ngại cho an ninh Euro 2016 sau vụ một công dân Pháp vừa bị bắt với kế hoạch tạo ra 15 cuộc khủng bố trong kỳ Euro này. Trước tình trạng này, Tổng thống Pháp François Hollande thừa nhận nguy cơ khủng bố tại Euro 2016 là thường trực và cần phải đặt trong tình trạng báo động cao nhất. Mặc dù chúng tôi luôn đề cao cảnh giác, song chúng tôi sẽ vẫn phải sử dụng các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra trong suốt quá trình diễn ra vòng chung kết Euro 2016. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để sự kiện được thành công. Để đảm bảo cho kỳ Euro, ban tổ chức đã phải tổng huy động 90.000 người, trong đó có khoảng 77.000 cảnh sát, số còn lại là binh lính, tình nguyện viên và nhân viên bảo vệ. Ngoài việc đối diện với đánh bom khủng bố, nước Pháp còn đang đối mặt với nguy cơ bất ổn xã hội do các cuộc đình công tại nước này. Các cuộc biểu tình khiến giao thông hàng không, giao thông đường sắt đình trệ, gây bất ổn trong xã hội và kéo theo nhiều thiệt hại về kinh tế, đe dọa cản trở vòng chung kết Euro 2016. Ngoài ra, thủ đô Paris của Pháp cũng vừa trải qua những ngày lụt lội nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt khi mà số người bỏ mạng tại Địa Trung Hải trên con đường tìm đến miền đất hứa đã tăng mạnh. Tuy nhiên, bất chấp nguy hiểm, mỗi ngày hàng triệu người dân ở các khu vực nội chiến vẫn tìm cách vượt biển. Vào ngày hôm qua, giới chức Libya cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã ngăn chặn 117 người di cư, trong đó có 6 phụ nữ đang mang thai trên một chiếc thuyền ở Địa Trung Hải đang hướng tới châu Âu.
Nhóm người di cư này đa số là người châu Phi đã khởi hành từ một bãi biển gần thị trấn Garabuli, cách thành phố Tripoli khoảng 60 km về phía đông. Chúng tôi đã đưa những người di cư này đến một cảng biển gần nhất để họ hồi phục sức khỏe. Sau đó chúng tôi sẽ đưa họ đến một khu vực ở tạm tại trung tâm thủ đô Tripoli. Mới đây nhất, ông Adrian Edward, cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, số người di cư thiệt mạng trên địa trung hải đã tăng đột biến trong năm 2016. Theo đó, tính từ đầu năm tới nay, đã có 2.814 người bỏ mạng trên biển, so với tổng cộng 3.771 người trong cả năm ngoái và 3.500 người trong năm 2014. Trước tình trạng này, ông Adrian Edward đã hối thúc cộng đồng quốc tế nhanh chóng tìm kiếm các biện pháp cụ thể và hiệu quả để giải quyết vấn nạn này. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tòa án Công lý châu Âu ở Luxembourg đã ra phán quyết rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu không thể giam giữ trái phép người di cư chỉ vì họ vượt biên trong khu vực miễn thị thực. Nhiều người cho rằng phán quyết trên của Tòa án Công lý châu Âu đã giáng một đòn mới vào những nỗ lực của các nước này nhằm dập tắt cuộc khủng hoảng di cư đang ngày càng nghiêm trọng tại lục địa già. Thưa quý vị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào những chặng đua khốc liệt. Vào ngày hôm qua, các cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã đồng loạt diễn ra tại 6 bang. Đây là ngày siêu thứ 3 cuối cùng trước khi diễn ra đại hội toàn quốc của hai chính đảng lớn nhất của Mỹ. Kết quả cho thấy, hai ứng cử viên là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đều giành được thắng lợi lớn. Cho tới nay, với 3 trên 6 bang đã công bố kết quả, vị ứng cử viên Tổng thống không còn đối thủ bên phía Đảng Cộng Hòa đều giành chiến thắng, bao gồm các bang New Jersey, New Mexico và Nam Dakota. Và có lẽ không có gì bất ngờ khi tỷ phú Donald Trump liên tục nhận tin chiến thắng trong đêm bầu cử sơ bộ siêu thứ 3 cuối cùng. Thắng lợi này sẽ giúp ông Trump gia tăng tỷ lệ ủng hộ và củng cố sự đoàn kết trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, trong khi tiến trình tổng tuyển cử đang đến gần. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xây chắc vị trí dẫn đầu trong cuộc đua của các ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho tấm vé duy nhất của đảng này ra tranh cử Tổng thống Mỹ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang New Jersey. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama chúc mừng bà Clinton vì đảm bảo được số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Một cuộc thăm dò ý kiến công bố hôm qua cho thấy, ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đang tụt sau ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton 10 điểm trong chiến dịch bầu cử 2016. Kết quả này không khác nhiều so với tuần trước và cho thấy bình luận tiêu cực của ông Trump về một thẩm phán người Mỹ gốc Mexico không ảnh hưởng đến ông nhiều. Các chuyên gia nhận định rằng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ bước vào giai đoạn quyết định và giờ là lúc ứng viên của Đảng Dân Chủ và ứng viên của Đảng Cộng Hòa sẽ tung những đòn quyết định nhằm hạ gục đối phương giành tấm vé duy nhất bước vào Nhà Trắng. Thưa quý vị, mới đây Thái Lan đã chính thức là quốc gia châu Á đầu tiên thành công trong việc ngăn virus HIV lây truyền từ mẹ sang con, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống căn bệnh thế kỷ. Cho tới nay, Thái Lan là quốc gia thứ hai trên thế giới sau Cuba có thể chống truyền nhiễm HIV từ mẹ sang con theo đúng tiêu chuẩn của WHO. Anya Nopalit làm nghề nuôi cua ở tỉnh Chantaburi, Thái Lan. 16 năm về trước, cô biết tin mình có thai. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã phải đón nhận một thông tin vô cùng khủng khiếp. Tôi biết mình bị nhiễm HIV khi tôi đang mang thai. Tôi thật sự rất buồn và thất vọng. Mặc dù biết mình đang mang trong người một căn bệnh nguy hiểm, nhưng Anya vẫn quyết tâm giữ lại đứa trẻ. Trong năm 2000, Thái Lan trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp thuốc kháng virus miễn phí cho tất cả các phụ nữ mang thai nhiễm HIV. Và rất may mắn, con trai của Anya sinh ra không mắc căn bệnh thế kỷ. Tôi rất hạnh phúc khi bác sĩ nói rằng cháu âm tính với HIV. Hiện tại, Thái Lan đã làm rất tốt công tác loại trừ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Ở Thái Lan, trong 20 năm qua, chúng tôi ưu tiên ngăn chặn quá trình lây nhiễm HIV từ mẹ qua con. Bên cạnh việc phát thuốc miễn phí, khám sàng lọc virus trong thời kỳ mang thai cũng được triển khai mạnh ở đất nước này, thậm chí ở hầu hết các vùng sâu vùng xa.
Theo số liệu của chính phủ Thái Lan, số trẻ sinh ra bị nhiễm HIV đã giảm từ 1.000 bé năm 2000 xuống còn 5 trường hợp vào năm ngoái. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc ước tính vẫn còn khoảng 500.000 người Thái Lan hiện nhiễm virus HIV, trong khi tỷ lệ lây nhiễm tăng nhẹ ở quốc gia này những năm gần đây, đặc biệt là ở nam giới đồng tính. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.